Bồ tứ Long Lân Quy Phụng là một phần không thể thiếu được từ xa xưa trong nét nghệ thuật của Việt Nam ta. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng ngắm cái bức tranh quạt tứ linh Long Lân Quy Phụng hội tụ sinh khí đất trời này của đồ gỗ Vân Thao trên chất liệu gỗ mun hoa với kích thước chiều dài là 1m27, cao lên là 66cm và đục sâu tranh bong. Dây trên cái độ dày là 7cm nha quý vị. Nhìn các cái đường nét mà đục tranh bong trên cái chất liệu gỗ mun hoa thì tất cả bốn linh vật Long Lân Quy Phụng, rồng, phượng, lân và rùa tất cả đều hiện lên vô cùng là chân thật, có hồn và thể hiện được đầy đủ cái quyền uy của mỗi linh vật. Chơi tranh quạt là một cách chơi rất là độc đáo và mới mẻ, đem đến ấn tượng cho cái căn nhà của nhà mình. Và bức tranh quạt này thì quý vị có thể treo được ở rất là nhiều cái không gian của gia đình, có thể treo ở phòng khách, thờ hay là ở trước cửa phòng của phòng thờ cũng rất là đẹp và mới lạ. Hãy dừng lại vài giây để có thể ướm cái bức tranh quạt này lên bất kỳ một không gian nào mà quý vị cảm thấy phù hợp ở trong không gian của nhà mình. Và hãy ủng hộ kênh cho đồ gỗ Vân Thao bằng cách là follow kênh và thả một tim và comment ý kiến của mọi người xuống dưới bình luận nhé.